Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 3 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tính giá trị của biểu thức. Các em hãy lập sách giáo khoa ra trang số 33. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá. Trong hoạt động khám phá, thì cô có một tình huống nhỏ như sau. Các em sẽ cùng cô lắng nghe, quan sát, suy nghĩ và trả lời nhé. Quan sát chúng ta sẽ thấy có một hồ nước và chung quanh hồ có những con vịt. Bạn nam này nói rằng lúc đầu trong hồ có 14 con. Bạn nữ này nói rằng sau đó có 5 con lên bờ. Và bạn nữ này nói tiếp rằng có 3 con khác xuống hồ. Trong hồ có bao nhiêu con nhỉ? Bây giờ các em hãy cùng cô phân tích nhé. Lúc đầu trong hồ có 14 con này. Sau đó có 5 con lên bờ. Như vậy các em sẽ sử dụng cho cô phép tính trừ. Chúng mình trừ đi 5 con đã lên bờ. Tiếp tục sau đó lại có 3 con khác xuống hồ. Như vậy các em sẽ cộng thêm 3 con nữa. Bạn nữ này hỏi rằng trong hồ có bao nhiêu con nhỉ? Vậy để biết trong hồ có bao nhiêu con vịt thì các em chỉ cần thực hiện tính giá trị của biểu thức 14 trừ 5 cộng 3. Rồi, bây giờ các em hãy cùng cô tính giá trị của biểu thức này nhé. Với biểu thức này thì các em sẽ thực hiện tính cho cô lần lượt từ bên trái sang bên phải. Cô có 14 trừ 5 bằng 9. 9 cộng 3 bằng 12. Như vậy, chúng ta đã tính được giá trị của biểu thức 14 trừ 5 cộng 3 bằng 12 và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là Trong hồ có 12 con vịt. Và từ đó cô có phần chú ý sau đây. Nếu như trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Cô lấy ví dụ với biểu thức 14 trừ 5 cộng 3. Như cô vừa thực hiện thì các em sẽ tính 14 trừ cho 5 trước. 14 trừ cho 5 sẽ bằng 9. Sau đó chúng ta sẽ lấy 9 cộng với 3. Chúng ta sẽ được kết quả bằng 12. Đó là đối với biểu thức chỉ có các phép tính cộng và trừ. Vậy đối với các biểu thức mà có cả phép nhân và phép chia thì sao nào? À, vậy các em hãy tiếp tục quan sát cho cô một tình huống khác nữa nhé. Trong tình huống này, bạn Nam nói rằng xếp đều 10 con vịt vào năm hộp. Và bạn nữ này nói rằng Lấy 3 hộp như thế, ta sẽ có mấy con vịt? Ban đầu cô có 10 con vịt, đúng không nào? Nếu như cô xếp đều 10 con vịt này vào 5 cái hộp thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho 5. 10 chia cho 5 bằng 2. Khi đó, mỗi hộp có 2 con vịt. Sau đó, chúng ta sẽ lấy ra 3 hộp giống như vậy thì chúng ta sẽ nhân tiếp cho 3, đúng không nào? Chúng ta lấy 3 hộp giống nhau thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Khi đó, biểu thức của chúng ta trong tình huống này là 10 chia 5 nhân 3. Như vậy, làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức này? Các em hãy cùng quan sát với cô nhé. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Ví dụ, cô có biểu thức 10 chia 5 nhân 3 thì chúng mình cũng sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Cô có 10 chia 5 bằng 2. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lấy 2 nhân với 3. 2 nhân 3 bằng 6. Vậy giá trị của biểu thức 10 chia 5 nhân 3 là 6. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng mình có thể trả lời được câu hỏi của bạn nữ này. Nếu lấy 3 hộp như thế, ta sẽ có 6 con vịt. Đúng chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học được. Chúng ta sẽ đến với hoạt động luyện tập nhé các em. Trong hoạt động luyện tập này, chúng ta sẽ thực hiện hai bài tập. Bài tập số 1: Tính giá trị của biểu thức. Như vậy, ở bài tập số 1 này, chúng ta sẽ tính giá trị của các biểu thức sau đây. Với biểu thức A và biểu thức B, thì hai biểu thức này chỉ có phép cộng và phép trừ. Còn biểu thức C và D thì hai biểu thức này có phép nhân và chia. Đối với các biểu thức này thì chúng mình cũng sẽ thực hiện tính lần lượt từ bên trái sang bên phải. Với biểu thức A, cô có 82 cộng 13 trừ cho 76. Với biểu thức này thì chúng mình sẽ thực hiện 82 cộng cho 13 trước. 82 cộng cho 13 sẽ bằng 95. Sau đó chúng ta sẽ lấy 95 trừ đi 76 và chúng ta sẽ được kết quả là 19. Như vậy, chúng ta đã tìm được giá trị của biểu thức A là 19. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện cho cô với ba ý còn lại nhé. Để có thời gian làm bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em làm bài xong thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả lại nhé. em đã làm bài xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả nhé. Biểu thức B 547 trừ 264 trừ cho 200 Để tính giá trị của biểu thức này thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy 547 trừ cho 264 trước. 547 trừ 264 có được kết quả là 283. Sau đó, chúng ta tiếp tục lấy 283 trừ đi cho 200. 283 trừ cho 200, cô được kết quả là 83. Như vậy, chúng ta đã tính được giá trị của biểu thức B là 83. Tiếp theo, biểu thức C. 2 x 3 x 5. Cô sẽ lấy 2 nhân cho 3 trước. 2 x 3 bằng 6. Sau đó, cô lấy 6 nhân cho 5. 6 x 5 sẽ bằng với 5 x 6. Mà 5 x 6 bằng 30, do đó 6 x 5 cũng bằng 30. Như vậy, chúng ta đã tính được giá trị của biểu thức C là 30. Tiếp theo, biểu thức D. 16 chia 2 chia 2. Chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị của biểu thức này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy 16 chia cho 2 bằng 8. Sau đó, chúng ta lấy 8 chia cho 2 bằng 4. Như vậy, chúng ta đã tìm được giá trị của biểu thức dây là 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Cô có một bài toán nhỏ sau đây. Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg. Mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và một thùng sơn xanh nặng bao nhiêu kg? Và đây, cô có hình minh họa này. Mỗi một thùng sơn đỏ thì nặng 2 kg và một thùng sơn xanh sẽ nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và một thùng sơn xanh nặng bao nhiêu kg? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện đi tính xem 4 thùng sơn đỏ sẽ nặng bao nhiêu kg. Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng với cân nặng của một thùng sơn xanh là 5 kg. Một thùng sơn đỏ nặng 2 kg. Như vậy, để biết 4 thùng sơn đỏ nặng bao nhiêu kg, các em sẽ thực hiện cho cô phép tính nhân. 2 nhân cho 4. 2 nhân cho 4 bằng 8. Như vậy, 4 thùng sơn đỏ sẽ nặng 8 kg. Rồi sau đó, chúng ta sẽ lấy 8 cộng với 5 bằng 13. Như vậy, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi. 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng 13 kg và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trình bày bài giải nhé và ở bài toán này chúng ta sẽ thực hiện giải bằng hai bước tính bước đầu tiên chúng ta sẽ tính xem bốn thùng sơn đỏ nặng bao nhiêu kg rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cân nặng của bốn thùng sơn đỏ mà chúng ta vừa tính được cộng với cân nặng của một thùng sơn xanh thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán như vậy chúng ta sẽ trình bày bài giải như sau cân nặng của 4 thùng sơn đỏ là Mỗi một thùng sơn đỏ nặng 2 kg. Như vậy 4 thùng sơn đỏ chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân là 2 x 4 bằng 8, đơn vị là kg. Chúng ta sẽ viết tắt là chữ K và chữ G đơn in thường và viết trong ngoặc đơn. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm cân nặng của 4 thùng sơn đỏ và một thùng sơn xanh. Chúng ta sẽ đặt lời giải là cân nặng của bốn thùng sơn đỏ và một thùng sơn xanh là Chúng ta đã tính được cân nặng của bốn thùng sơn đỏ là 8 kg và cân nặng của một thùng sơn xanh đề bài cho chúng ta biết là 5 kg. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Chúng ta sẽ lấy 8 cộng cho 5 bằng 13, đơn vị là kg, chúng ta cũng viết trong ngoặc đơn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xuống hàng viết đáp số là 13 kg. Và cuối cùng, các em hãy cho cô biết ở bài học ngày hôm nay, các em đã học được những gì? À, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã học được hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất, nếu như trong biểu thức chỉ có phép cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải quy tắc thứ hai nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân chia thì ta cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo